ok uh, xin chào mọi người hôm nay mình uh, sẽ giới thiệu uh, với mọi người một chiếc mồi uh, trang không hai ngăn đây là ngoại hình của một chiếc nồi Chiếc nồi này thì được uh, bên mình ờ uh, hành với hai tháng ấy, sản xuất tại uh, trung quốc hà nội địa trung quốc chính hãng. thì sau đây mình sẽ hướng dẫn uh, mọi người cách uh, sử dụng uh, anh quay gần ơn đấy đầu tiên thì uh, Uh, nút này là nút bắt đầu và cũng như là hủy. Thì uh, Bên cạnh là nút uh, chức năng Mình có thể đổi các chức năng ở đây Chức năng đầu tiên này là chức năng uh, nấu nhanh Chức năng thứ hai là chức năng nấu cơm Thứ ba là nấu cháo Thứ tư là nấu gạo ít đường Thứ năm là gạo nếp hồi sang nút thứ ba này là nút uh, cả thời gian đây. Là bây giờ trang chỉnh thời gian ở đây Còn sang đến bên này thì Tương tự Nút này là nút bắt đầu vào hủy Tiếp theo là nút chọn chế độ chức năng à, Đầu tiên là nút Nấu um, thịt hầm Thứ hai là Làm súp Ba là làm bánh Thứ tư là nấu cháo Năm là nấu thuốc Nút này cũng là nút cả thời gian tương tự như bên Bên kia luôn Còn uh, hai nút này là nút cách uh, nhiệt đây là một chất bên trong rồi khi mua thì các bạn sẽ được tặng kèm hai uh, hai xoang và một khay nhựa một khay vuông này vị trí hết yêu ơi